Chú Khối lên tiếng nói về chị Bông với chú Khối thì cái câu chuyện này như thế nào? Thì Tiến sẽ mời tất cả cô chú, anh chị em hãy đón theo dõi đoạn video này nhé. Thì Tiến có bán những mặt hàng khô, thì mong rằng tất cả cô chú, anh chị em mua khô ủng hộ cho Tiến nhé, để Tiến kiếm thêm chút tiền đổ xăng đi làm thiện nguyện. Này chú, thì chú nói là chú điện cô Bông không được, đúng không? Thì hồi tối Để trong đó là tôi không muốn nhận cuộc gọi. Chú điện con không có, con bỏ mái nhà, con mất đi công việc. Trời. Khoan 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 để con nghe máy. Thì sáng con bỏ mái nhà, sáng con đi công việc thì con về con thấy có cuộc gọi nhỡ. Thì con mới điện lại chú. Thì chú nói là chú điện cô Bông không được, đúng không? Thì hồi tối Để trong đó là tôi không muốn nhận cuộc gọi. thì cô Bông chắc cô Bông là chặn chặn chú rồi, chặn số rồi. Thì còn để con nói cho chú nghe, thì bây giờ cô Bông hồi tối con có ghi hình cô Bông, thì cô Bông có lên một clip để nói luôn là nói là người ta chửi cô Bông quá gì đó, nói vô đặng mà ăn tiền của chú, rồi Tiến mới nói chú nghèo chết có tiền đâu mà ăn có tiền đâu mà ăn cả, nói trời ơi, thì cái chuyện mà mình ta bình luận thì kệ người ta đi chứ quan tâm để làm gì, còn chị có quyết tâm đến hay không á thì ăn thua mình thôi, chứ bình luận mà đâu có thể nào mình tránh khỏi đó. Thì còn cô cũng nói thôi bây giờ cô thấy nó, chị thấy nó lầm sầm quá thôi, chị rút lui. Bây giờ em kiếm cho chị là một người này nào nghèo thiệt nghèo cũng được, không quan trọng đó, còn để cho chú Khối thì kiếm mấy người khác đi đó, chứ chị không đến nữa đó. Thì chị tớ cũng có nói thì thôi bây giờ nói chung ra đâu thì cái này cái chuyện của chú và cô Bông, chị Bông mà em thì ở con thì cũng không có xen vào, thì cái đó quyền của cô và ở chị và chú quyết định đó. Chứ con ở đây là con không có bàn ra bàn vô hay là xúi đốc cái gì hết, người chú muốn thích ai hay là chị Bông muốn thích ai thì cái đó là cái quyền cá nhân của cô với chú. Rồi. Thì tối có điện con có đăng lên clip đó đăng cho khán giả biết rồi, cô chú không có đến với nhau nữa đâu đó cho dứt khoát, để người ta không đăng thì cô chú cứ nghĩ là cô chú còn nhau, rồi bây giờ chú lên cái clip của người khác thì sợ người ta nói đó, thì con thì làm đâu đó nó rõ ràng, cái nào dứt thì cho qua một bên đó cho nó dễ, đúng không chú? Đúng rồi. Dạ đặng mà dứt dạc đặng tao biết, đặng tao biết là chú giờ chưa có Cô đó, cô còn nhỏ tuổi thành ra cái tánh suy nghĩ nó không có rõ rệt. Bởi vì mình đến nhau là tự mình lo nhau, chứ mấy người bình luận đó người ta đâu lo cho mình tiếng. Dạ. Còn bây giờ mình tốt á, ta cũng bình luận, mà mình xấu ta cũng bình luận vậy thôi. Bây giờ nếu thương thật sự mà mình quyết định để mà lập gia đình, tương lai cái hạnh phúc sau này thì mình phải cương quyết, mình cứ đến thẳng Dạ chứ mà sợ gì ta bình luận. nói chung Cái ra, miệng đời dạ nói sao ta nói, nói chung, lưỡi không suông nhiều mắt léo, miệng không dành nó méo tứ tung, ta muốn méo sao ta méo. dạ Mình đừng có là phải sống trên dư luận, bởi vì mình lo cái cuộc sống của mình chứ đâu phải người ta lo cho mình đâu. Người ta nói mình ăn tiền, mà ăn tiền thì ăn, không ăn sao được, không ăn lấy gì sống. Vợ chồng người ta mà xen vào mấy cái chuyện này là thiệt tình bằng chất quốc.
không có đúng không có đúng theo cái là nhân đạo gì hết trơn. Ví dụ bây giờ ông đó ông nghèo thấy mẹ rồi, bây giờ cô này đến rồi ăn cái gì, đi Dạ. bắt quá ăn cơm thôi, Dạ. còn tiền thì ta có nhiêu ta xài nhiêu, mà bị nhẹ dạ nghe ta đánh đòn tâm lý là kể như người ta phá hoại cái cuộc sống của mình. Chú không có nghĩ rằng sợ người ta bình luận như thế nào kệ ta, Dạ. nhưng mà chú cương quyết phải lập trường cơ bản chứ không có để người ta bình luận, người ta đánh cái tâm lý mình rồi mình nhẹ dạ cái mình ngã, không dám ngã đâu, chú vẫn đứng đây. Dù Ai bình luận cái gì đó thì cái miệng của người ta, nếu người ta bình luận đúng thì thôi, còn người ta bình luận sai là người ta tội. đúng rồi. Chú không nghĩ người ta bình luận mà người ta có cho tiền cho vàng hay là cho cơm gạo mình đâu, Đúng rồi. nếu khi nào người ta cho mình á mình mới sợ người ta, mình mới nghe theo người ta, Dạ. còn tự mình lo mình sống mình ăn sao không ăn, vợ chồng mà sao không ăn, Dạ. đau còn phải chạy lo thuốc men cho người ta nữa chứ đừng nói ăn thôi. Dạ. Tâm sao ta bệnh, chú không có sợ cái vấn đề đó. Dạ. Chú sống ở trên đời này đó tới giờ 70 năm rồi, chú sống trên dư luận không, Dạ. ai muốn nói gì đó nói, ai muốn cao thấp thì cao, ai muốn tranh đấu gì tranh, mà miễn đói bụng mà chú ở nhà chú nấu cơm ăn, chú không cần biết cái thế sự bên ngoài người ta như thế nào kệ ta, không muốn biết luôn. Cả ở sớm người chú cũng vậy đó, để chú ăn cơm rồi có việc thì chú đi cúng, còn không việc chú lên chổng chú nằm chú bấm điện thoại rồi rồi ngồi buồn ngủ thì mình ngủ rồi thức dậy nấu cơm ăn tiếp tục đó, chứ có chú đâu. Mày đi sợ người ta bình luận, là người ta phá hoại cái tương lai cái hạnh phúc của mình đang mò tới đặng mình tìm cái tương lai hạnh phúc mình, mà người ta là người phá hoại rồi, mà nếu mà mình nghe theo đó rồi rồi mình ngã là mình thua người ta rồi. Bởi vì trên cái chiến trường đường tình ấy, thì người ta có cái phần tranh đấu và tranh hơn thua, cho nên bây giờ mình nếu mà có thật tâm mà để thương yêu nhau thì mình cứ thẳng thắn mình đến, dầu súng có nổ đi nữa mình cũng phải đến chứ không bao giờ lùi bước. Phải càng lên hả chú? Càng 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 lên Phải càng lên, hứng sợ gì bình luận, đạn. bình luận không có chết ai Chú ơi, chứ, người ta không có cho tiền cho bạc mình, chú người ta không có cho cơm gạo mình, tự mình lo mình sống không à, à. chứ bình luận người ta nói ra không rồi cái tương lai hạnh phúc của mình, công trình mình đã kết nối rồi mình tìm cái hạnh phúc của mình đã đồng ý rồi, mà bây giờ nghe người ta bình luận vậy cái Yếu. mình yếu để mình chia tay là trúng ý của người ta, Dạ. trúng ý đối phương, Dạ. cho nên mình đã chọn rồi đồng ý rồi thì mình cứ thẳng thắn mình đi thẳng Dạ. chứ không có quỳ, Xong lùi vì bước. tương lai của mình tạo ra chứ đâu phải mấy người đó tạo ra đâu, Dạ. mấy người đó có tạo ra mình đâu, chờ cái cơ hội mình kết nối rồi cái đồng ý hết trơn cái bắt đầu người ta đánh tâm lý, người ta đánh tâm lý rồi mình nghe theo đó cái mình siêu ngã, vợ chồng sao không đau bệnh còn phải chạy tiền lo thuốc người ta, nếu mà không có tiền cũng phải đi dây đi hỏi chứ đừng ăn, vợ chồng mà sống chung sao không ăn, đúng không tiếng? Còn mấy cái người mà người ta bình luận gì đó, người ta bình luận kệ đó, mình bất chấp thủ đoạn luận, người ta không khi nào mà người ta cho tiền cho gạo mình, người ta lo cái tương lai hạnh phúc cho mình, người ta chọn cho mình một cái người tương lai á thì mình hãy nghe theo người ta, còn người ta đánh lạc hướng, người ta đánh tâm lý. Chú 70 tuổi đầu rồi, chú đã từng đi là mưa đi gió rồi, chú không sợ cái vấn đề mà cái xã hội mà bình luận, người ta bình sao người ta bình, nhưng mà chú phải
cương trực lập trường quyết định nó rõ ràng. Mình làm gì mình sợ người ta bình luận, ta bình luận ta cho vàng cho gạo mình không? Nếu ta cho tiền cho gạo mình nghe lời ta. Còn này ta bình luận là ta phá hoại, ta phá hoại, ta đánh tâm lý của mình. Rồi mình nhẹ dạ cái mình nghe theo đó, mình ngại này kia kia rồi mình cứ đi thẳng coi có ai làm gì. Nếu xã hội, nếu mình đi sẵn, nếu mà có cái gì chú chịu trách nhiệm cho. Chú chưa không pháp lực, chú không sợ. Thì mình còn sức khỏe nhau rồi tự lo với nhau. Chứ mấy người bệnh lận đó, ta đâu lo cho mình đâu tí. Đúng rồi, chính xác. Cuộc sống chú sống hồi đó tới năm 14 tuổi tới giờ ly xa gia đình đó, là sống với cô thân độc mã là tự chú lo cho chú thôi. Có con có tôi cũng không lo cho chú được cái gì chứ. Rồi cuối cùng trong đời chú kẻ đến người đi, kẻ đến người đi, nhưng mà chú đi qua rồi, chú kể như rồi rồi, chú đâu có thương tiếc gì được đâu. Mà có thương tiếc không buồn thôi chứ rồi mình tiếc cũng đâu được. Tại cái duyên của mình nó tới đó, cũng như vừa qua rồi đó thì duyên nợ nó đã tới đó rồi, cái tự nhiên hai người không có giận hờn, không có tranh chấp, không có hơn thua gì trơn, cái rồi tự nhiên cái đề bạc lên chia tay. Cho nên chia tay có cái lý do mà chia tay đó. Cháu cũng thấy là chú với bà cũng tình thắm mạng nồng chứ đâu phải mà có cái gì mà mít lòng đâu. Cả tháng rồi làm gì học mua, nhưng mà thật sự là mua cái gì hết. Đó, nhiều lúc thấy bả tội nghiệp, chú kêu bằng chạy tới chạy lui mà để là tìm thuốc mà những cái phương thuốc nào hay mà để điều trị mà giúp đỡ cho bả. Nhưng mà cuối cùng là không có giải quyết được. Cho nên bà đề nghị chia tay thì chú dù muốn không cũng phải đồng ý thôi. Bởi vì người ta bệnh mà. Người ta bệnh tận tử nhất sanh, con người phải có cái đạo đức. Rồi mai dù có thể sống một tháng hoặc nửa tháng, người ta cũng nhớ lại cái tình, cái nghĩa mình đối xử với người ta tốt. Thực ra người ta suy nghĩ, người ta cũng thương mình. Nhưng mà cổ nói một cái tiếng này, chỉ nói là tôi cũng không có ghét bỏ gì anh, tôi cũng thương anh. Mà bây giờ cái căn bệnh nó quái ác, nó phải chia cắt giữa mình với anh, thì phải chấp nhận thôi. Dù muốn hay dù không cũng phải chấp nhận. Để cho con nó nhúng vô là nó lo. Ngày qua này chú đi cúng rồi bả có điện. Có điện rồi chú hỏi thăm bả thì bả nằm ở trong phòng á. Hỏi thăm bả coi bây giờ bà khỏe không, bả nói là mệt nó nhiều hơn ở bệnh viện. Vậy là ngon quá. Cũng như là vậy là ngày qua bệnh chú viện ngon qua chú có lại nhà thăm hả? Ngày qua chú có lại nhà thăm cô Lệ hả? Không có lợi được, bị vì nhà của người ta cửa đóng then gài. Bà có nói trước rồi, nếu mà có gặp nhau hỏi thăm nhau là bằng chẳng qua là cái điện thoại mình liên lạc đó Tiến. Dạ dạ. Ngày qua chú đang đi cúng rồi bà điện bà hỏi thăm coi bây giờ kết nối xong rồi, rồi chừng nào rước vợ về. Chú nói chưa biết, chú nói chưa biết thì chưa biết thiệt. Nó rõ ràng vậy. Rồi hỏi thăm bà coi bệnh hoạn bà sao, bà nói là nó mệt nhiều hơn cái lúc mà ở dưới bệnh viện nữa ông ơi. Đó. Rồi bà trả lời như đúng đó rồi bà tắt. Rồi bây giờ hồi sáng giờ điện tính hỏi thăm bà nữa mà bây giờ bà không bắt máy. Cũng bây giờ nhà chú với nhà bả cách cũng xa, cũng mười mấy cây số. Rồi bây giờ đến thăm không được thì mình chỉ dù sao nữa cũng cái tình cái nghĩa. Rồi mình đến thăm không được thì mình điện.
điện Zalo để hỏi thăm. Chứ bây giờ chú đâu có nghĩ gì đâu, bây giờ người ta bệnh vậy là chú cũng không biết nghĩ như thế nào nữa. Chị đi hai tiếng. Thì nói chung ra là thôi đi bây giờ, nói chung ra là cô với chú thì đã chia tay rồi, thì lâu lâu dù cho chia tay đi nữa, dù sao đi nữa thì cũng còn cái tình cái nghĩa. Thì lâu lâu rồi Đúng chú điện hỏi thăm cô sức khỏe như thế nào đó. rồi. Mình điện hỏi thăm bà thì điện không được. Còn bà từ bữa bà ra viện tới giờ bà mới điện cho chú ngày hôm qua, nói được hỏi thăm được 2 3 tiếng, nói gì đó là bà tắt máy. Vì sao vậy cũng được rồi, thì mình biết bà còn ở nhà, bà nói vậy là tôi chú mới hỏi bà vậy chứ sao bà nói với tôi là tôi rút chân ra rồi chia tay với bà, con bà lo cho bà mà tại sao mà bây giờ là bà còn nằm ở nhà rồi bà mệt là như vậy. Rồi bà nói mấy nhỏ nó bàn tính rồi, hết tháng này hết tháng âm lịch này nè nó mới đưa tôi đi thành phố. Còn bây giờ thì nó mệt, ví dụ nằm bệnh viện thì nó mệt cũng hai lần, rồi bây giờ nằm ở nhà thì mệt 3 lần, cũng tự hầu vậy đó, nó mệt rồi nó hết, nó mệt rồi nó hết. Tôi nói bà hối thúc cho mấy nhỏ nó tranh thủ nó đưa bà lên tới trển đi, nếu mà bà có cái gì tôi cũng đâu có vui đâu, dù chia tay đi nữa tôi cũng không có vui nữa. Còn chuyện mà kết nối đó, thì kết nối chứ tôi cũng chưa biết cái duyên phận mình nó tới đâu nữa, người ta đồng ý mà chưa có quyết định mà sao mà rước được. Rồi mấy ngày nay tôi điện thì để trong đó là tôi không chấp nhận cuộc gọi. Là với cô với chị Bông ha. Thì chị Bông có nói với con rồi, nói thôi bây giờ để cho chú Khối kiếm người khác đi, người ta bình luận người ta nói chị quá, thôi để chị kiếm người khác, kiếm anh nào nghèo cũng được, nghèo có cái nhà nhỏ xíu để che mưa che nắng, chị cũng chấp nhận nữa đó. Chứ đến với chú Khối người ta nói quá, chị ngại vô ăn tiền ăn bạc của chú. Nó cũng nói trời ơi chị ơi, chú Khối đâu phải mà đại gia đâu mà vô ăn tiền, chú Khối chỉ có một căn nhà nhỏ xíu hà, có cái tiền đâu mà vô ăn. Nó chú Khối là cũng đã nói là chú Khối về với chú Khối á, là cơm ngày 2 bữa thì chú Khối lo được, còn tiền bạc thì chú Khối không có. Chú Khối cũng nói rõ ràng, mà chị ngại cái gì, phải chi mà chú Khối là một người mà có 5 70 công ruộng hay là có nhà lầu xe hơi á, thì người ta nói vậy thì chị ngại là đúng. Còn này chú Khối có cái gì đâu mà ngại mà ăn gì vậy, ăn cái chú Khối ăn cái gì, ăn chỉ nhà 2 bữa cơm thôi chứ chứ ăn cái gì đây đó. Mà chỉ quyết định thôi, bây giờ chị chia tay chú Khối để chị đi kiếm người khác đó, dù cho người kia không có giàu đi nữa thì chị cũng chấp nhận đó. Thì thôi đây là cũng như là cái duyên của chú và chị, thì nói chung ra không phải ai cũng đến nhau được, đến nhau được hay không Tại là vì còn phải có duyên cái nợ đó. có duyên phải có nợ mới có sống chung nhau. Chứ không có duyên không có nợ là đâu thể nào mà đến nhau được đó. Rồi bây giờ thì chú coi như là cũng dứt dạc, thì chú yêu cầu con là kiếm cho Nguyễn Thanh Dân ở thành phố Sông Ba để chú kết nối coi. chị Nguyễn Thanh Dân hả? Ở đâu Nguyễn chú? Thanh Dân Ở đâu chú? ở Mỹ mới về đó, cô đó khóc nhiều đó, Cô không nhiều. khóc nhiều nhưng mà về chú thì bị gì, cô đó có lên clip rồi chú coi kỹ từ đầu tới cuối, cổ nói là bây giờ không có lao động thì là cô đó về nhà chú là không có lao động thật sự, ok Không không chú, làm gì hết. không chú ơi, theo con đó thì con không kết nối cho chú cái chị đó được, cái cô đó được.
lý do. Con nói lên đây không được, con nói gì chú hiểu rồi. Cái nào chú cũng biết tính con rồi, cái người nào kết nối được thì con mới kết nối, còn người đó kết nối con cho số cũng được, con cho số chú cũng được nữa. Nhưng mà sau đó là chú không có được đến với cô đó, con bảo đảm 100%. Tại vì khi mà ghi hình xong thì cô đó nói với Tiến những gì, không ngờ nhắn tin những gì là Tiến đã hiểu. Nên chú kiếm người khác đi, cái đó con nói thật lòng, con nói vậy và chú hiểu rồi ha. Chứ không cần phải quạch đạt ở trên đây, quạch đạt lên này thì nó cũng không được hay lắm. Nên chú kiếm chọn người khác đi thì con có thể kết nối cho, còn đối với cô đó thì không được. Rồi vậy thôi kết thúc đi, rồi để chú xem clip rồi chú tìm từ từ, nếu phải thì chú tìm gặp cái người đó, còn không được thì chú ở vậy. Thì sẵn đây nè, chú nói cho cộng đồng biết đi. Con có thể có nhiều cái bình luận nói con là ghép chú hết người này đến người khác, thật sự là đâu phải cái đó, là những cô đó muốn tâm sự với chú thì con cho tâm sự thôi. Cái chuyện tâm sự xã giao là chuyện bình thường đó, mà con đâu ghép cho ai đâu. Cái chuyện tâm sự mà để tìm hiểu cái gia đình mình thì phải tâm sự chứ đâu phải mà tự nhiên rồi rồi bây giờ mình nói chuyện là vợ với chồng đâu, chưa hoặc vậy. Thì con nói với chú nè, thật sự ra nói là cái clip của chú sau khi mà con đăng cái clip mà cô Lệ nói chia tay với chú á, thì có rất nhiều cô là để muốn đến làm bạn với chú. Thì với tí cái cô đó muốn làm bạn với chú thì con có quyền con cho đó, chứ con đâu ghép, đúng không? Đó, Không. chứ phải chi á, mà con đi kiếm cái người đó đó, đi tìm kiếm người đó để ghép cho chú, cái đó là không đúng. Con này là con đăng chú lên ai cũng đã biết chú là chia tay với cô Lệ, thì cô đó ở nói tiếng ơi cho chị tìm hiểu chú Khối, thì người ta trò chuyện ra cho thì Tiến cho, Tiến có nhiệm vụ cho thôi. Chừng nào mà chú Khối đã có người rồi thì lúc đó Tiến không bao giờ cho nữa. Còn như này, cái này là hiện giờ là cô Lệ và chú đã chia tay thì bắt buộc thì Tiến phải cho tiếp. Chừng nào mà chú sống với cô Lệ mà tự động chú bỏ cô Lệ thì đó là Tiến không cho tiếp tục nữa. Tại vì cái đó chú bỏ ra đi là con không bao giờ cho số bất cứ kết nối lại với ai hết đó. Trừ ra là người đó bỏ chú thì con có quyền để mà chú muốn thì kết nối với ai con có quyền cho tiếp đó. Chừng nào chú có rồi thì con không cho đó. Con làm mà việc đó thì nó đâu đó nó rõ ràng, chứ con không phải mà ghép chú ông này bà nọ hay này, nó không có. Người ta muốn tâm sự chú thì con có quyền con cho hai người tâm sự lại nhau, nó nếu mà được đến nhau không được thôi, cái chuyện bình thường. Người ta muốn kết nối với chú thì cháu làm vậy đúng rồi. Muốn tâm sự thì mình tâm sự để coi coi cái cô nào mà hợp tình hợp lý rồi mình mới xây dựng cái gia đình hạnh phúc, chứ đâu phải mà mới kết nối mà là vợ là chồng được đâu. Rồi, cái đó chỉ là trò chuyện xã giao tìm hiểu thôi, chứ đâu phải mà nói mà hai người nói chuyện với nhau rồi cái đến nhà đâu phải là gì. Phải vậy, hai người nói chuyện với nhau trên clip thì không phải là vợ là chồng, chưa chừng nào đám cưới mới là vợ là chồng. Đúng rồi, chính xác đó. Thì có người coi không hiểu đó, cái nói con đi ghép hết bà này tới bà nọ, tại ghép rồi ghép, người ta có nhu cầu người ta kêu con thì con có nhiệm vụ con làm thôi. Bây giờ cái đó chỉ giao lưu tìm hiểu thôi chứ chưa phải là vợ là chồng. Rồi bên kia người ta chọn mình rồi mình chọn người ta, để chừng nào mà khi mà phù hợp với nhau mới đến với nhau được. Chỉ là đang tìm hiểu chứ đâu phải thấy hai người nói chuyện là vợ là chồng, không phải. Rồi thì thôi bây giờ chú lựa chọn một cô nào đi, thì nếu mà cô cảm thấy mà ấy thì con coi, nếu mà cô đó chưa có ai để mà tìm hiểu thì con sẽ cho số chú. Vậy là U63 đó là tạm ngưng chương trình ha. Chị đó thì không được, con nói sơ sơ đây chú hiểu, không lẽ con nói quạch trạc đây thì nó kỳ lắm. Cái nào nên nói và cái nào không nên nói, nên chú chọn người khác đi, còn chị thì cô đó thì không được. Rồi, Rồi rồi để chú chọn.
Bây giờ người không chọn không được thì mai mốt chú chọn người Bắc, người Trung. Mấy người ở ngoài nói chuyện thì nói chậm chậm thì mình nghe được, còn nói đẹp quá hình như mình người Nam tiếp xúc nó không có rõ rệt. Chú ơi, có gì đâu mà nếu mà chú chọn người Bắc á, là chú rất có lợi khi mà cái cô đó chửi chú á, là chú không biết là chửi chú nên chú không có giận buồn chân. Kể như mình không biết đi. Đúng rồi, cả như mình không biết đi đó, thì cái đó cũng có lợi đó. Rồi thôi cũng tạm dừng cái video hả chú. Chú chào khán giả đi. Khán Dạ, rồi Tiến cũng chào tất cả cô chú anh chị em. Tiến kết thúc cái video này nha. Có thương Tiến thì nhớ chia sẻ cái video chú Khói hôm nay với cô Bông đã chính thức không còn tìm hiểu với nhau mà đánh với nhau nữa. Thì chú Khói bây giờ là quyết định chọn người mới. Thì cái người đó thì hiện bây giờ chú Khói cũng chưa biết là ai. Thì nếu mà có cô nào muốn tìm hiểu chú Khối thì liên hệ với Tiến thì Tiến sẵn sàng giúp đỡ. Chứ Tiến ở đây Tiến nói thì nói rõ nha, Tiến không có làm mai bất cứ cho ai hết. Tiến có nhiệm vụ để cho số để cô chú anh chị em để tìm hiểu lại với nhau đó. Nếu mà đến nhau được thì lúc đó là điện cho Tiến hay để Tiến quay Tiến chia sẻ cho cộng đồng biết là cô đó và chú đó để đến với nhau. Thì thôi Tiến chúc tất cả cô chú anh em một buổi sáng vui vẻ hạnh phúc làm ăn phát tài. Rồi bye bye chú nha.